quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. À, xin chào tái ngộ quý vị đang theo dõi chương trình quê nhà quê người và chào Ngọc Lan. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói tới những chuyện kịch, một vợ kịch tồi. Quý vị thường xem kịch mà nếu mà gặp một vợ kịch dở thì nửa chừng quý vị muốn bỏ dậy ra về. Lại cũng như một bạn kịch hay, đạo diễn tốt, diễn viên diễn hay thì chúng ta sẽ quay tới cần cùng. Thế nhưng mà chế độ Cộng sản lâu nay á, thường diện kịch mà diện kịch tồi, diện kịch dở mà bắt à, quần chúng phải theo dõi ngồi từ đầu tới cuối. Nhưng mà thật tình những người người mà có suy nghĩ biết nhìn vào thì thấy những vợ kịch đó, những vợ kịch tồi. À, kính thưa quý vị, cái trần điện biên phụ và ông Võ Nguyên Giáp là một vợ kịch tồi vì nhắc tới bọn giáp là người ta nhắc tới địa phương phụ mà nhắc tới địa phương phụ thì người ta thường đề cao tới những người lính cụ hồ như là ông Bế Văn Đàn thì lấy vai làm giá súng ông Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn cái pháo cao xạ ông Phạm Đình Gió thì lấy thân mình mà lấp lộ cho mai tức là chạy tới mà ôm cái lộ cho mai để cho cái đàn bắn à, không có ra ngoài hay anh Trần Cang hiên ngang dẫn đội đầu tiên vượt qua Lô Cốt tiền đồ để xông vào sở chỉ của Pháp. À, thưa quý vị thế này, trong trận đế mới phụ kéo dài rất lâu và những cái người bốn cái anh hùng mà cộng sản đã cho chết này và hy sinh tại nhiều nơi nhưng cuối cùng thì quý vị thấy là bốn cái mộ này nằm gần nhau. Bây giờ quý vị tham quan điểm mới phụ sẽ thấy bốn mộ nằm gần nhau với những cái bạn ghi danh vinh danh đề cái công trận và tên những người này thì khi Ngọc Lan lớn lên Ngọc Lan có biết nghe gì về cái trận điểm biên phủ không? Dạ có à, có nghe về trận điểm biên phủ 57 ngày đêm khoét núi ngủ hồng, mưa dầm cơm vắt à, cái, cái này là, trong cái, đầu cái, này là đúng <laughs> là cái bài bài vàng sau của chủ nghĩa <laughs> thưa quý vị thế này tôi xin lặp lại mà tôi xin nói lại những cái theo sách vở cộng sản đã uh, nêu cao những anh hùng ngoài thế nào ông bế bế văn đàn Bế Văn Đàn liên lạc viên tiểu đội ở Mường Pồn thì sậu uh, trung liên của trung đội bắn chưa chưa có chỗ đặt súng trong tình thế hết sức khẩn trương đang bị thương nhưng không ngần ngại chạy lại hai cầm càng cầm, cầm hai cái càng khẩu trung liên để đặt lên nơi vai và hô đồng đội bắn quý vị nếu quý vị ở trong quân đội quý vị biết là cái khẩu trung liên mà hai cái càng đặt lên hai vai và cái khẩu trung liên bắn nộ trên đầu thì thứ nhất là cái sức nổ đó Nó làm cho quý vị bệ mặn nhị Và chắc chắn là con mắt quý vị sẽ chạy máu và cái đầu quý vị không chịu nổi mới cái đàn trung liên mà bắn ra mà bắn sát trên đầu vì hai càng để để trên vai trên cái khẩu trung liên đứng lên đầu là một cái chuyện đó theo tôi là một chuyện láo nếu quý vị ở trong quân đội cái vị thử đặt trung liên mà trên hai cái vai mà bắn thì cái người mà mang cái khẩu trung liên đó sẽ tự nhiên là độ má mắt và bệ cái đầu mà chết tôi thế hệ ngọc lan lớn lên đều biết biết cái học về bế văn đàn đó lấy thân mình làm giá súng đúng nhưng rồi. nhưng mà cái chi tiết mà chú huy phương vừa mới nói là nó à sức mạnh như thế thì thì thật sự thì là cái không đó mạnh. là chỉ để dọa mấy em kháng dạ. khăn quàng đỏ như là ngọc lan tôi hôm nay là mặc áo đỏ nè ông tô vĩnh diền tiêu đội trưởng pháo đội cao xạ qua năm đêm kéo pháo đến dốc chuối đường hẹp và công nguy hiểm nửa chừng thì dây kê pháo bị đứt và cái ông tô vĩnh diền này ông hy sinh ông lấy cái thân mình của ông đó mà ông chèn cái bánh xe của cái khẩu đại pháo ừ. thì khẩu đại pháo vì cái thân của ông đứng lại nhưng mà một khẩu đại pháo mà bắn máy bay với sức nặng hàng ngàn kg thì ừ. không thể nào mà ông tôi vì gì ông lấy cái thân ông mà chèn cái pháo được cái pháo nó sẽ ép cái thân ông thân ông nhiều lắm là bốn năm chục và sẽ cái khẩu pháo đó sẽ rớt xuống xuống suối ừ. thì dù cái thân bây giờ một một Chúng ta dùng một khúc cây gỗ để chèn cái khẩu pháo thì nói có lý, còn cái thân xác da với thịt con người mà chèn khẩu pháo mà khẩu pháo không không rơi xuống suối, cuối cùng cứu được khẩu pháo thì cái trường này là một cái trường phi ạ. Anh Phan Đình Giót tiểu đội phó trong trận đánh đồi Him Lam bị thương vào vai, máu chảy đầm đìa. Nói chung là quý vị anh hùng thì quý vị nào cũng bị thương rồi. Thì mới tiếp tục để mà hy sinh một lần nữa. Gió, lấy thương mình lắp lỗ cho Mai đúng không? À, sao thuộc quá vậy? Dạ, rồi. Thì ông lại nhỏ, ông lắp lỗ, 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 lỗ cho không Mai cái lỗ cho Mai là cái lỗ và để cái khẩu pháo, khẩu trung liên hay khẩu đại liên của trong bắn ra. Thì theo cái cái, cái 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 truyền thuyết này thì ông này ông khóa lỗ cho Mai, tự nhiên là cái ông đứng ông lắp lỗ, lỗ Mai đây để cho cái làm bịt miệng cái khẩu súng đó. Nhưng mà thưa quý vị thế này, trước khi mà bị cái lỗ cho mai thì ông này còn hô lên quyết hy sinh vì đạn, vì dân ừ. nhưng mà quý vị, khi mà ông ta mà lấp lỗ cho mai đó thì chỉ một tràn đàn thôi, là cái xác đó bắt buộc phải vật ngã ra ừ. thành cái việc mà một cái người mà lấy lợp cho mai là là không thể nào để có thể làm câm cái hỏng súng của địch được trừ phi mà quý vị đưa một khúc cây vào đó chấn cái lỗ cho mai thì bay ra, còn một xác người thì như là một cái loạt đạn bắn ra là cái xác người đó phải ngã lùi ừ. thì làm sao một thân người mới ừ. có thể mà che cái lỗ cho mai được nhưng mà nhi đồng khăn quần đỏ cỡ như ngọc lan thời sau 75 thì chắc chắn phải tin ông trần cang đại đội phó trong trận đánh đồi him lam mở đầu chiến dịch điểm biên phủ ông cang dẫn đầu một tiểu đội vượt qua lô cốt tiền đồn và cắm lá cờ lên lên trên cái một cái lô cốt của của quân đội Pháp thì cái chuyện này không không có gì là 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 lùng hết tại vì trong trận chiến mà trận chiến mới bắt đầu mà chỉ cầm một ngọn cơ mà chạy tới để cắm lên đó thì cũng có nghĩa hết và cái sự hy sinh của ông này tôi thấy cũng là phải nói là rất tầm thường càng phía hơn nữa là sách sản, uh, sách cộng sản đã đề cập chép rõ mà không thấy có những điều phi lý điều phi lý đó thì có thể à, uh, gạt gẫm những người thường dân mà gọi là ít học hay những đứa trẻ mà không mang khăn quàng đỏ mà chuyên môn hoang hô bất hồ thôi cái sự sách của cộng sản ghi thế này hiện nay tại địa biên phủ có 3 nghĩa trang liệt sự liệt sĩ mà nghĩa trang phía gần đồi độc lập nghĩa trang gần đồi him lam và nghĩa trang gần đồi a 1 có tổng cộng là bảy ngàn chín mộ Năm 1954, một trận lũ lớn vào cuốn trôi các bia mộ, nên 3.972 ngôi mộ đều trở thành mộ phố danh. Tuy nhiên là cuốn, cuốn đi tất cả các bia mộ. Chỉ có bốn ngôi mộ được đặt riêng biệt là mộ anh hùng Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Tô Vĩnh Diện, Tô Vĩnh Diện và Trần Cang là còn ghi nhận được. Thế thì thưa quý vị nghĩ ông trời ông cũng là làm một trận bạo vào năm 54 cuốn hết 3 972 ngôi mộ Nhưng mà chưa lại 4 ngôi mộ anh hùng của Cộng sản Là ngôi mộ ông Bế Văn Đàn, ông Phan Đình Gió, ông Tô Bình Diện và ông Trần Ca Như chúng tôi trình bày quý vị Bây giờ quý vị ra thăm điểm vụ sẽ thấy 4 ngôi mộ nằm ngay ngắn Ở cái đường đi vô để gọi là vinh danh những anh hùng đã xạ thân chống Pháp trong cái trận điểm Phủ. Nhưng mà sao lạ chúng ta đặt vấn đề mà cũng ngay đặt vấn đề vì sao sách sử Cộng sản đã nói rằng một trận bạo lục đã kéo đi 39 3970 mộ mà bây giờ chị để chưa lại hay là ông trời mưa trời lụt lại thấy nào mồ nào là anh hùng để chưa lại mà không có cuốn đi. Thì có nghĩa thế này. Trong trận Điện Biên Phủ thì ông Bế Văn Đàn ông chết ở Mường Phồn. Ừ. Ông Phan Đình Giót thì chết ở Him Lam. Ừ. Ông Tô Vĩnh Diện thì chết ở Mường Thanh ừ. là cái ba địa điểm tôi thì cũng chưa bao giờ đến Điện Biên Phủ. Nhưng mà quý vị trong nước cái vị có thể nhìn nhận là ba cái địa điểm này không phải là sát nhau như là hàng rào nhà nhau ba ông này hy sinh ba nơi mà thế mà còn sát dựa một chiến trận như vậy bom đạn như vậy mà còn sát để có thể hiện nay chúng ta thấy bốn ngôi mộ này chôn gần nhau thì quý vị thấy một sự vô lý đó một sự láo đéo thì dưới ngôi mộ này là cái gì phải chăng thà mấy ông dừng bốn cái tấm bia để ca tụng cái anh hùng cộng sản nhưng đây bốn ngôi mộ ngôi mộ là có xương thịt thì trước đây trong cái khi mà thành lập cái nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn sau ngày năm 1975, đó thì để gọi là để uh, ghi ơn các chiến sĩ uh, cộng sản để hy sinh ở trong cái việc chống Mỹ uh, cứu nước thì nhưng mà trong cái chuyện này đó thì cái việc chống Mỹ cứu nước trở thành một cái đề tài để mà tuyên truyền thật ra đó thì chúng ta không thể nào mà có được mấy ngàn ngôi mộ tìm xác liệt sĩ mà đem về để chôn nó nghĩa trang Trường Sơn. Cho nên chính phủ ra chỉ tiêu là cứ có người đem tìm được cái hài cốt của liệt sĩ thì được 2 triệu là khoảng 100 đô la thì có nhiều khi túng ta làm càng mà bây giờ đâu có điên đây để mà thử là gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn A với cái đám xương này là có đúng không? Cho nên cái ông mà phụ trách về nghĩa trang đó thì dưới cái nghĩa trang đó dưới những cái tên tuổi có thật đó thì có những bộ xương không có thật là có một cái giai thoại là có một gia đình họ không muốn con họ nằm trong nghĩa trang lành lẹo cho nên họ muốn đem cái bộ xương cốt đó về để mà chôn cất gần gia đình để có thể thăm viếng được thì tuy nhiên là khi mà anh muốn vào trong đó để mà lấy cái bộ xương thân nhân thì phải đào lén nửa đêm tới đào lén thì cái đào lén lên dưới cái tên mộ của con mình thì dưới đó chỉ có mấy khúc xương trâu bò thôi Làm gì mà trên dọc đường Trường Sơn Tây Chế như vậy Mà quý vị có thể đem về hàng chục ngàn thí uh, thi hài tự sĩ Mà để chôn vào những ngôi mộ đó Thành cái chuyện đó rõ ràng là cái chuyện rất là liếu láo Nhưng mà họ vẫn làm được, họ vẫn tuyên truyền được Vì thưa quý vị, Cộng sản là như vậy Có những cái chuyện có thể lừa trẻ con Lừa những người ngây thơ Nhưng mà không thể lừa được những người Mà có thể có một sự hiểu biết có hai anh hùng mà cộng sản thường thể cao ở trong sách vợ là một anh hùng dục sĩ Diệt Mỹ Tí Hon. Đó là Hồ Thị Thu ở Quảng Nam, năm 13 tuổi. Thì theo câu chuyện kể là à, cô bé này thấy lính Mỹ là phơi súng hàng loạt. Ừ. Còn cái phơi súng hàng loạt thì tôi không biết bị sao mà súng đâu mà đem ra mà đậy hàng rào. Thì cô này á là làm bộ chơi trò trẻ con rồi chạy vô căn cứ mỹ rồi lấy cát sàn đó bỏ vô trong bỏ vô trong lòng súng của mỹ cho nên khi mà đùng trần cách mạng tấn công thì mỹ đem ra bắn là cái nào cũng bị tắt đạn hết ừ. thì bây giờ quý vị tưởng tượng một cái căn cứ quân sự bây giờ quý vị ở trong một căn cứ có bảo vệ có có an ninh mà để một tuổi trẻ con nó vô thể bỏ cát sàn với trong trong súng quý vị được thì cái chuyện nó làm cái chuyện là một chuyện láo mà láo quá quá cùng không ai có thể tin được rồi cái thứ hai là cô hồ thủy thu này thì lại ban đêm đó lẹn vào doanh trại mỹ để lấy từng khẩu súng một mang về cho bộ đội cho nên khi mà lâm đồng đánh nhau thì mỹ giờ lại là không có khẩu súng nào hết tại vì cái em bé hồ thủy thu này đã lấy súng ăn cắp súng đem về cho bộ đội rồi. cái trường này cũng biết là quý vị có à, trong cái cái bản tin nó còn nói thế này vào lúc nửa đêm lính Mỹ gác đang ngáy khò khò để súng lăn lóc nguyên văn nghe thì hồ thì thu lẹn vào vác từng cái súng ra phía sau đồng giấu đi rồi cứ vào cứ lấy tiếp đến khi nghe gà gáy sáng hồ Thị thu mới chạy về báo cáo cho bộ đội địa điểm giấu súng quý vị tin được nhưng mà tôi không tin được còn ngọc lan sau này ngọc lan lớn lên ngọc lan hiểu biết thì ngọc lan có tin những chuyện này có thật không No comment. <laughs> một chuyện khác là một cái ông uh, dung sĩ mà phải loại mấy cái loại ép lực lịch sĩ có thể níu càng máy bay ừ. đó là ông dung sĩ bùi minh kiệm đặc công quảng nam sau ba giờ cầm dân địch ông bị thương ở tay vào đầu rồi nghe là quý vị nhớ là ai cũng bị thương rồi mới trở thành anh hùng dù lúc rằng có ác liệt thì địch mới huy động trực thăng xuống bắn phá giữa lúc mà dầu sôi lửa bỏng đó thì khi mà máy bay hu một d ra xuống gần quá thì ông kiệm này lúc đó là cần quá rồi ông dùng súng được thì ông giơ cái tay của ông lên ông níu cái càng được tăng xuống ông ri cái càng được tăng đến nội mà cái máy bay cất cánh không nội ừ. mỗi máy bay có thể chở có thể móc một cái có thể chở hàng hàng chục người và có thể móc được khẩu súng lớn mà một tay của ông bùi minh kiệm này ông thể níu trực thăng và cuối cùng cái người bàn của ông bắn vào đầu ông ông phi công thì cuối cùng trực thăng rớt thì cái chuyện này cũng cái chuyện mà không thể tưởng tượng được cái việc một cái trực thăng là có thể à, chất nặng hàng tấn mà bây giờ một cái tay người mà có thể níu xuống thành những cái chuyện này là hoàn toàn trường phi ấy. thì bây giờ tất cả cái phía này tôi tóm được tắt lại trong cái câu nói của ông Mikhail Gorbachev ừ. là ông tổng bí thư đảng cộng sản nhưng mà ông đã nói về Cộng sản thế này. Tôi đã bỏ nửa cuộc đời ra cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Thì vì ngày nay tất cả cái gì đều nói như đúng là ông Nguyễn Văn Thiểu đã nói. Đừng nghe gì Cộng sản nói vì toàn những chuyện láo lế. Thế mà cả một dân tộc chúng ta phải chịu đựng, phải nghe, phải bị lừa dối như vậy. Thì hôm nay tôi nghĩ chắc là quần chúng trong nước cũng đã hiểu rõ và đã hiểu thế nào là Cộng sản rồi. Dạ Ngọc Lan cũng nghĩ như chú Huy Phương. Có nghĩa là sau những cái thời gian mình đã nghe nhiều và đến lúc mình phải suy ngẫm lại những cái điều đó là nó đúng hay là sai và nó như thế nào. Có nhiều người người ta không lên tiếng nhưng mà con không có nghĩa là sẽ đồng ý với tất cả những cái điều đó. Cảm ơn chú Huy Phương, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.